Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của T-Box. Như các bạn đã thấy đây, hình này của mình là rất là độc và lạ, với hai con gấu đang xoa mông của nhau. Nhưng các bạn nên lưu ý ứng dụng này là chỉ hoạt động trên những thiết bị có 3D touch từ iPhone 6S trở lên. Không để các bạn phải chờ lâu, mình sẽ dẫn các bạn ngay bây giờ. Đầu tiên các bạn vào Safari, các bạn tìm theo ứng dụng có tên như vậy. Mình cũng không biết tên ứng dụng này là gì, bởi vì toàn là chữ Trung Quốc. Nhưng mình sẽ để tên ứng dụng ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ việc thêm từ app ngay sau hai từ Trung Quốc đó. Rồi các bạn tìm kiếm. Tiếp các bạn ấn vào biểu tượng hình con ruồi màu đỏ. Ở đây mình đã cài đặt ứng dụng này rồi, nên bây giờ mình sẽ mở lên. Như vậy Safari sẽ đưa chúng ta đến App Store. Bây giờ các bạn chỉ việc cài đặt ứng dụng này về. Lần đầu các bạn cài đặt chắc chắn sẽ có chữ mua. Như bạn yên tâm, ứng dụng này hoàn toàn miễn phí trên App Store. Tiếp theo các bạn hãy tải ứng dụng này về. Tiếp theo các bạn hãy mở ứng dụng này lên. Đó, như bạn thấy, đây là giao diện ứng dụng này. Ứng dụng này tổng hợp rất nhiều những bức ảnh của những sao đang hot như Z-Dragon hay Transformer. Đó, nhưng mình rất là ấn tượng với bức ảnh này. Hai con gấu nó xoa mông của nhau, rất là cute. Tiếp theo các bạn muốn tải bức ảnh nào về, các bạn ấn vào bức ảnh đó. Tiếp theo các bạn ấn vào biểu tượng ở bên dưới màu đỏ ấy. Rồi ok, nhấn ok. Tiếp các bạn thoát ra màn hình chính, tiếp mục album ảnh. Như bạn đã thấy đây, bức ảnh mình vừa tải về đã ở trong album ảnh của mình. Đó, như bạn thấy đang xoa mông rất là cute. Tiếp theo các bạn ấn vào biểu tượng bên góc trái màn hình, kéo đến mục dùng làm hình nền. Rồi tiếp theo các bạn ấn vào bên Live Photo. Các bạn hãy lưu ý, hãy để bức ảnh ở chế độ Live Photo. Như các bạn đã thấy ở đây, mình đã chuyển bức ảnh sang chế độ Live Photo. Tiếp theo các bạn ấn vào phần thiết lập. Ở đây điện thoại cho chúng ta 3 tùy chỉnh, như là đặt màn hình khóa, đặt màn hình chính hay là đặt cả hai. Các bạn muốn dùng phần nào các bạn ấn vào mục đó. Ở đây mình sẽ đặt cả hai. Rồi các bạn ấn vào màn hình chính, tắt màn hình đi. Đó, bây giờ các bạn chỉ việc ấn mạnh vào màn hình. Đó, như các bạn thấy đây, hai con gấu đang xoa mông, nhảy rất là cute. Video của mình đây là hết rồi. Nếu thấy hay các bạn quên like, share và subscribe của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.